Quý vị nhìn thấy thế nào? Toàn hàng khủng thôi. Toàn là hàng khủng. Bạt ngàn, loa to, loa nhỏ, loa gì cũng có. Và các quý vị là hôm nay chào đón quý vị đến với thế nào? Phải hơn chục mã loa, hơn chục mã loa. Âm ly này thì là có clip giới thiệu rồi. Còn hôm nay chào đón quý vị đến hơn với lại hơn chục mã loa, toàn dòng loa khủng luôn. Loa Mỹ, loa Anh, loa Pháp, loa Đức, loa Nhật, loa châu Âu, loa nào cũng có. Loa cao cấp lẫn loa thấp cấp có hết. Cũng như tất cả các clip mọi ngày thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu một lượt giá, sau đó quay lại giới thiệu kích thước, hình thức chi tiết cho quý vị để tránh quý vị phải chờ lâu về để biết cái giá con này như con kia như nào. Cứ giới thiệu lần lượt mãi đến lượt giá cuối cùng lâu quá. Bắt đầu với lại đôi loa BMW kép. Quý vị chú ý hộ em. Đối với dòng BMW kép này nó rất nhiều con nó gần giống nhau. Ngoài nó là giống nhau thì nó lại được xuất đi các thị trường khác nhau. Cái thứ hai nữa là có những con nó lại sản xuất tại thị trường Trung Quốc, rồi là nó có tiêu chuẩn thì nó vẫn là của Anh thật, nhưng có con thì sản xuất tại thị trường Trung Quốc, hoặc là nó chỉ thêm 604 trơn hoặc 604i hoặc là DM 604, nó nhiều loại nên quý vị chú ý. Hôm nay chào đón quý vị đến với đôi này là đôi DM BMW kép DM 604. Con này công suất 200W một loa. Hàng sản xuất con này sản xuất made in England quý vị ạ. Con này sản xuất tại nước Anh. Ê căng, rất là đẹp. Mà nói luôn là con này quá đẹp, đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc quý vị, bảo đẹp xuất sắc luôn. Con này mức giá 25 triệu. Sang đến đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa Fisher. Đôi loa Fisher STV880 bát 40. Hai lỗ thông hơi hai bên. Trung giấy, tép giấy. Con này nó cao phải gần mét luôn. Con này hàng khủng. 9,8 triệu. Một Fisher. Sang đến tiếp theo, bác nào thích trưng bày về được chờ chiếc kèn hay cái gì, bác nào thích thổi kèn thổi còi gì đây. Bác nào thích thổi kèn thổi còi, con này để trưng bày 1,9 triệu. Có cặp sách đàng hoàng, có tay sách 1,9 triệu. Sang đến đây, đó là đôi loa. Con này là nó dòng loa, dòng loa cổ của châu Âu. Con này dòng loa cổ của châu Âu. Quý vị đợi em chút, chưa cậy được. Để em lấy cái cầm. Con này dòng loa cổ của châu Âu. Con này có mức giá là 10,8 triệu, bát 30. Đợi em chút, em cậy căng nó không đơn giản. Quý vị đợi em chút, em đặt máy quay đã. Con này nó nhiều, con căng nó rất là chặt. Thì nào. Đấy, không phải là dễ lấy đâu. Rồi, cho quý vị nhìn cho nó thích, thích mắt. Được chưa? Đây ạ, xong rồi ạ. Xong rồi rồi, được chưa? Quá khủng luôn, bát 30. Khủng luôn, mồm phễu đàng hoàng. Mức giá, có báo giá rồi, 10,8 triệu. Ngất ngây. Ở phía dưới này, đó là đôi loa Selection Chuvoy 12-1218TC nhé. Selection đây, loa Selection rồi, dòng loa Mỹ được chưa. Tất cả phễu đều như nhau. Con này mức giá 6,8 triệu một đôi, phải nói là quá rẻ. Loa toàn giả các bạn, 6,8 triệu một đôi loa Mỹ, 6,8 triệu một đôi, thế thành ra có 3,4 triệu một chiếc. Quý vị nào thích nghe dòng nhạc nhẹ nhàng trữ tình loa toàn giải của Mỹ, liên hệ nhé, bát 30, 6,8 triệu một đôi. Ok chưa? Sang đến đây tiếp theo, đó là đôi loa khủng long. Phải nói là đôi khủng long bát 40. Con này là con loa Mark in Tok. Em quay đằng lưng một cái. Còn đây, đằng trước của nó. Chút nữa em sẽ chụp e căng cho quý vị. Mark in Tok. Đây. Một đèn chút nữa giới thiệu chi tiết. Mark in Tok bát 40 khủng. Kèn luôn. Con này cách đây khoảng độ 4-5 tháng có một đôi. Người. Con này thân vỏ đẹp lắm. Khủng, cực kỳ khủng, cực đẹp luôn. 15,8 triệu. Sang đến tiếp theo, đó là đôi loa Coach CM1010. Dòng loa đến từ Made in USA. Đây, Made in USA.
là Coach. Con này thì bát khỏi chê rồi, chả ai chê con bát này trước rồi. Sang đến tiếp theo nữa đó là đôi loa đến từ nước Mỹ tiếp theo, loa cổ. Ui chào hồ, ê căng ở đây, con này em nhấc ê căng. Đây em nhấc ê căng cho quý vị nhìn này. Đây quý vị nhìn, bát 40, mang giấy, không phải tẩm dầu, chung giấy, tép đom. Con này thì phải nói luôn là đánh cho quý vị mê người luôn. Em có thời gian em sẽ test, em muốn test lắm, nhưng mà loa nó về nhiều, có hôm nào cứ rỗi rỗi thì test. À, đôi loa này vừa chơi hay bày đẹp, con này giá nó gần 30 triệu cơ. Nó tầm 29 triệu, em nhớ là 29 hay 8 triệu đấy. Chú điện báo chi tiết sao, có giá rồi mà. Em còn tháo khui hàng cho quý vị xem luôn. Đấy, hình như có giá không ghi sau. Đúng rồi, 29 triệu. 29 triệu. Đẹp lắm, tiền là của đấy thôi. Sang đến tiếp tục với dòng loa của Mỹ nữa, đó là đôi loa DCM. DCM USA KX8. Dòng loa DCM này không có nhiều đâu, quý vị tìm sạc Vin Vega thì dễ. Con này DCM này bát nó đánh hay lắm, đánh hay lắm, sạc Vin chưa lại được. Đôi này là dòng này nó ít, ít có. Mức giá 4 triệu 8 một đôi. Đây con này đây, con này em để ê căng cho quý vị nhìn. Còn quay xuống dưới này nữa thì nó lại là con loa khủng long. Em nhắc hết ê căng của nó đây, ê căng của nó em xếp cả một dãy bên này cho quý vị. Ê căng đẹp. À, đây là con đôi bộ loa khủng long. Phải nói luôn là khủng long. À, con Kenwood 10.000. Đây là bộ loa. Có nghĩa là hai thùng này ghép với nhau thành một bộ. Hai thùng này ghép với nhau thành một bộ. À, báo cáo quý vị là những đôi loa này thì báo cáo quý vị là không kiếm được trên thị trường có mấy đâu, rất là ít. Và công suất nó gần 1.000W. Đây là đôi loa Kenwood 10.000. Kenwood KL10.000Z quý vị chú ý nhá. KL10.000 khác, 10.000Z khác, 10.000 trơn khác. Đây là dòng loa cao cấp nhất của Kenwood. Thiết kế khủng với hai khung ghép. Đấy. Như bên này nhá. Đóng cái cửa vào cái. Đó. À, đây là đôi loa đang được ghép, một con em ghép chặt rồi, một con thì em đang để đây để chút nữa hướng dẫn cho quý vị. Đây, tất cả về thiết kế của nó ghép, cái mảnh này của nó này nó được gài hết trên này để gá, để khóa hai thùng phía dưới lại. Riêng cái mảnh bên này em đã ghép rồi nhé, này quý vị nhìn không thể chê được ở đâu. Một bộ này của nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89 loa này. Bạt ngạt loa. Một thùng. Công suất gần 1.000W đối với lại hai bộ loa này. Chỗ này hai cục loa này thành chia ra là của nó là 4 cục ghép vào nhau. Nhưng mà 4 cục này là không phải là mình tự ghép mà nó là model sản xuất con này. Thì bây giờ em nhấc cái tấm này ra cho quý vị nhìn này. Em chưa gài này. Đấy. Đây này. Em để cho quý vị. Chưa. À, combo 4 cục này có mức giá là 39 triệu. Ở dưới là ở dưới cùng nó có một tấm ván đặt đây như tấm kia đặt đều. À, ở giữa, khi ở giữa có giữa hai con loa này, đây là combo đi với nhau chứ không phải là tự nhiên là thích thì ghép vào đội. Nó thiết kế hai cái lỗ hai bên này để nó thông nhau, nó thông với nhau, nó thành một thùng, được chưa? À, để khi ghép vào với nhau thì quý vị nhìn bên cạnh này nó có cái gá đấy chưa, cái lẫy gá này, đấy một cái dưới cùng như một cái này, nó được gài vào bên này, đây gài vào cái lẫy này và cái gậy lẫy này, đấy, hai cái lẫy này sẽ được gài vào đây, gài nhấc lên thả vào cái khe này, thả xuống, nó sẽ trôi nó gá sát vào nhau luôn, đấy, nó sát vào nhau, nó thành một lẫy gá. Còn trên nắp này nó cũng có một cái gá này, cái nắp gá này, thì chính cái gá đấy cũng gài từ cái nắp đằng sau này, cái nắp này. Nắp này phía dưới nó có cái gờ này, nó có cái gờ gá, quý vị nhìn đây chứ, đấy, nó có cái gờ vít gá vào đấy, gài vào. Thì báo cáo quý vị là đây là đôi loa Kenwood, model Kenwood, model của nó là KL10.000Z, 10.000Z. Đôi này thì báo cáo quý vị là nó quá đẹp, thật là đẹp không thể nào, không có lời nào nữa. Còn cái này các bác chú ý nhá, nhiều bác để ý này, cái này này, không phải bị là đâu mà cái này tất cả nó là dầu. Gân vải được tẩm dầu thì trong cái thời gian nó nắng nó nóng ấy
thì cái dầu này của nó cần như kiểu dự nhựa đường ấy, nó chảy thì nó sẽ bị chảy đây, không ảnh hưởng gì cả nhé. Nó là cân vải tẩm dầu đấy, đây này, chỗ này cảm giác như kiểu nhựa đường nó đọng xuống ấy. Nó là dòng cân vải tẩm dầu, nó dưỡng như thế, càng dưỡng thì bát nó càng mềm, gân nó càng mềm, đánh càng hay. Bát đây thì 40, còn hơn 40 chị, 40 à? Khủng. À, với combo, combo cả hôm này, combo của bộ này 39 triệu. Báo cáo quý vị là không có đâu, không có nhiều trên thị trường đâu, những dòng này thì không có. Đấy, em đặt tạm thời như thế cho quý vị nhìn, thấy chưa? Còn đây tất cả là e căng của nó, 4 mảnh e căng này, 4 e căng này, thấy chưa? 4 e căng này thì được ghép vào. Đấy, 4 e căng của nó đấy, khi lại căng loa vào như vậy. À, về cái chiều ngang của nó này, em đo chiều ngang của nó này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. À, chiều ngang của nó khoảng độ 95 đến 98, 6 đến 98 này. Cm chiều ngang. Đấy là chiều ngang. Đối với chiều sâu này, 1, 2, chiều sâu nó tầm khoảng 35. Ở chiều cao thế nào? 1, 2, 3, 26, chiều cao tầm 75. 75, đấy, một thùng. Đấy, đây này, một combo của nó đây. Đây một combo, 39 triệu. À, quay trở lại đây, em giới thiệu ngược luôn. Thì đến với đây nữa, thì còn... À, DCM này em bóc luôn ra cho quý vị nhìn nốt chứ không lại bảo ít bị che che nhé, được chưa? Quá đẹp luôn, nó luôn, nó đẹp xuất sắc luôn này, không tiếng loa chưa lâu thế này, đẹp còi hết. À, mức giá 4,8 triệu, chiều ngang của loa quý vị nhìn này 25, chiều sâu 25, chiều cao thế nào, 1, 2, chiều cao tầm 48-50 phân tầm đấy, được chưa? Quá khủng, nó cực kỳ khủng này. Còn đây, sang đến đây, đó là dòng loa cổ Mỹ. À, bác nào cần chi tiết cổ em sẽ gửi ảnh gửi cổ cho nhé. Có ảnh chi tiết cổ loa, thùng loa và có cả clip quay bên trong thùng loa cho quý vị rồi. À, đối với đuôi này, à, nhiều bác yêu cầu là test rồi, em sẽ có clip test cho các bác. À, dòng loa Mỹ, thấy chưa? Dòng loa Mỹ cổ. Dòng loa Mỹ cổ. À, con này bị rơi mất tem. Con này bị rơi mất tem. Rơi mất tem. Nhưng mà tất cả đều có tem mác ở trong cổ loa hết rồi. Không có đấy, không nói. Không có đâu. Đấy, về thiết kế của em đây. Mức giá 29 triệu. À, kích thước chiều ngang của thùng này. 1, 2, 3. Chiều ngang 60. Chiều sâu. 1, 2, chiều sâu khoảng 45, chiều cao thế nào, 1, 2, 3, chiều cao tầm khoảng độ cũng 65. Đấy. Đây, em đậy nốt cái e-căng này vào cho quý vị nhìn. Nó quá đẹp luôn. Chơi, chơi hay bày đẹp này. Được chưa? Thì đợi em chút nhé. Em phải lắp nó vào đã. Đấy, được chưa? Cực kỳ đẹp luôn, bát 40. À, sang đến đôi loa Coats. Coats đây, model của em nó đây. Coats CM1010. À, dòng này có CM1020. CM1020 thì bát nó to hơn. Bát nó to hơn. À, đối với những con này các bác nghe nhạc vàng, Borizo, trữ tình, cổ điển thì không phải nghĩ rồi. Nhạc đôi này là hàng made in USA, hàng xịn của Mỹ luôn. À, mức giá 10,9 triệu đối với dòng loa Coats này. Loa Coats rất là đẹp. Đây, một bát 25, một bát 20, một tép đom. Con này kích thước chiều ngang của thùng thế nào? Tầm 38-39 cm chiều ngang. Chiều cao 1, 2, 3, chiều cao 5, 3 rồi mà vẫn còn bao nhiêu nữa. Chiều cao nó tầm 68-70 cm. À, chiều sâu cả e căng nó khoảng độ 26-25-26. Chiều sâu cả e căng đấy. À, sang đến bên đây. À, đó là đôi loa Mark Intok Bass 40, một tép kèn. Con này thì nhạc cổ, nhạc gì em cũng chơi.
không hay không lấy tiền. Riêng con này, dòng mắt Intox thì nó quá nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng trên thị trường. À đây, con bắt Intox này được kế với một bát 40. Con này cái núm ở phía giữa này nó lại được được khoét một lỗ thông cả bên trong, bên trong thì nó thông hết vào trong cục luôn các bạn. Con này nó có tác dụng là nó để cái, có nhiều con nó thiết kế ván kín đấy, các bạn nhìn thấy ván kín đấy chưa? Ván kín thì có con nó thiết kế lỗ thông hơi, có những con nó sẽ dùng nó để lỗ như này để nó khi độ đàn hồi của loa nó phập phồng ra vào thì nó sẽ thoát bớt hơi đây để nó tránh bị dồn. Rất là hay. Có mỗi hãng nó sản xuất một kiểu, còn có những đôi loa thì nó không, nó làm không làm như này thì nó sẽ có lỗ thông hơi đây với những con loa chất bát mạnh. Vậy thôi. Con này con Mark Intox, Mark Intox ạ. Đây. Đây là model của em rồi đây. Ui, đọc mãi chả biết đọc cái gì. Đẹp lắm. Đẹp chắc chắn. Chắc lịch luôn. Con này gỗ đẹp lắm ạ. Này, vỏ. Và các quý vị sang lắm, sang trọng, chất đẹp. Chiều ngang 4, chiều ngang nó tầm 42 đấy. 1 này. 42 43 đấy. Chiều ngang. Và chiều sâu tầm khoảng độ 32. Sâu 32, chiều cao thì nào? 1 2 3. Chiều cao tầm 65. Con này e căng của nó đây ạ. Đây, e căng của em nó đây. Đấy, khi đậy vào. Được chưa? Đậy vào. Và tấm lưới này thì được, đây nó có một gá là gài ngược ở trên này này. Vị nhìn chưa? Gài ngược và cuối cùng nó vít cái chốt ở dưới. Đấy. Rất là đẹp. Nhá. Nó có khuôn này bao rất là đẹp luôn. Chưa? Em muốn nhấc ra để cho quý vị nhìn tận lõi thôi. Con bao đẹp. Sang đến con bên đây. Đây, con này thì là bát 30. Này bát 30. Một phễu kèn, phễu còi. Ba độ đoàn hồi rất là tốt. Quý vị nhìn khi em ấn đàn hồi này. Này, tấm lưới trên phập phồng luôn. Hơi đấy. Phập phồng luôn cả cái lưới này luôn. Này. Chung giấy. Hai tép. Mức giá 10.800.000. 10.800.000. Con này có chiều sâu là 30. Chiều ngang khoảng 38. Chiều cao xem nào. Cao khá là cao đấy, 1 2 3. Chiều cao 70. 70. Đấy, chiều cao 70. Còn đây là đôi loa, đây là dòng loa Onkyo loa tay. Nó mức giá là 200.500 một chiếc. 500 một đôi. Đây, 30W một con này làm loa lời được 30W một chiếc. Đây, mặt trước của nó đây, e căng có đầy đủ hết đây. Onkyo. Đấy. 250 một chiếc. Bác nào lấy làm loa lời thì liên hệ. Còn với lại loa toàn giải đã giới thiệu rồi. Đây là loa Selection. Loa Selection. Đấy, lâu ngày nó không kêu đây. Selection. Selection Chu Vốc cái gì này, đọc mãi. 2118TC. Mức giá 6.800.000 một đôi. Loa toàn giải, quá đẹp rồi. Các bác nào thích chơi những dòng nhạc nhẹ nhàng cổ điển đây, thích độ chế đây, loa xịn đây. 6.800.000 một đôi. Sang đến bên đây. Thì đó là chiếc kèn này thì em đã bảo rồi, bác nào thích nghịch hay thích dùng, thích chơi thì đây là các bác. Đấy. Còn thích trưng bày thì kệ. Mức giá 1.900.000 một chiếc. Có cả cặp tay sách đây. Đây là cái đầu này là cho nó cắm vào đây để thổi. Đúng không? Cắm vào để thổi. 1.900.000. Còn sang đến đây thì đó là chiếc loa Fisher. Chiếc loa Fisher này được thiết kế với một bát 40. Tầm 38-40 đấy. Con này gân vải tẩm dầu này. Ui, con này đường gân loa còn đẹp lắm. Tuyến loa đẹp lắm. Màng giấy. Ui trời trời. Quá đẹp.
Con này là con Fisher, loa Fisher nhé, loa Fisher STV880, trở kháng 8 ohm. Được chưa? Công suất 100W một loa, vậy là đôi này có công suất là 200W. 200W. Đấy. Ế căng có đầy đủ luôn. Ế căng đầy đủ, trên ế căng có Fisher luôn. Còn sang đến đây, đó là dòng loa cao cấp rồi, BMW kép. BMW kép, con này thì quý vị nhìn đẹp từ trên xuống dưới, quý vị nhìn chưa, quý vị chú ý nhá, núm của nó cũng thế, mắt vàng long lanh nhưng mà vàng luôn. Con trung là màng ke van, màng ke van đẹp lung linh luôn. Còn hai con bát phía dưới này, đây vị chú ý nhé, con này hai cầu đánh B-Way này, hai cầu thoải mái này, nhìn chưa, BMW kép DM 604, hàng made in England, sản xuất tại nước Anh chứ không phải sản xuất tại China, mà tóm lại kể cả China thì nó vẫn tiêu chuẩn của Anh, vẫn là hàng đỉnh. Đây, ê căng còn đẹp lắm, đây mặt sau ê căng còn đẹp lắm, đây em nhắc luôn cho quý vị nhìn đằng sau đẹp lắm, hàng quá đẹp luôn. Mức giá 25 triệu, đôi này 25 triệu. Quý vị nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Em giao chuyển hàng toàn quốc.